Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam xin lỗi vì sai sót lịch sử liên quan đến Bà Trưng. Tối 30 tháng 7, đêm thi trang phục dân tộc của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đã xảy ra một sự cố đáng tiếc liên quan đến phần trình diễn trang phục Trưng Vương của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng. Theo đó, bộ trang phục do Bùi Lý Thiên Hương trình diễn mang tên Trưng Vương lấy cảm hứng từ giai thoại lịch sử về hai Bà Trưng. Song phần thuyết minh từ ban tổ chức lại trích dẫn câu nói nổi tiếng của bà Triệu: "Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình trường ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người." Sự nhầm lẫn thông tin về lịch sử khiến nhiều khán giả bức xúc. Ngay sau đó, ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2024 đã lên tiếng xin lỗi. Ban tổ chức cho biết trong buổi tổng duyệt tối 29 tháng 7, ban tổ chức đã không phê duyệt phần bổ sung câu nói của bà Triệu mà nhà thiết kế có ý định đưa vào cho đêm thi tối 30 tháng 7. Tuy nhiên, trong đêm thi tối 30 tháng 7, nhân viên kỹ thuật đã sử dụng nhầm file âm thanh chưa phê duyệt để dẫn đến sự cố ngay trên sóng livestream. Ban tổ chức cho biết đã nhận thấy ngay sự nhầm lẫn về chi tiết lịch sử ngay trong phần thi của thí sinh. Tuy nhiên, vì chương trình đang phát sóng nên không thể xử lý ngay lập tức. Sau phần thi, phía ban tổ chức đã dừng sóng và cắt bỏ phần thi có sự sai sót này. Ngoài ra, cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả sau lùm xùm.